Đó, mọi người có thể thấy rằng nó sẽ truyền điện được không dây như này. Các bạn dí xa khoảng cách thì cái bóng đèn này nó cũng sáng tối, mà dí gần thì sẽ sáng trắng. Chào mọi người, ở video này thì mình sẽ làm một cái mạch điện về cái nguyên lý của cái sự truyền điện không dây. Nó thường được áp dụng ở một số những thứ, ví dụ như là điện thoại sạc không dây các bạn, hoặc là ô tô điện sạc không dây, thì nó cũng sẽ đều dựa theo cái nguyên lý cơ bản. Mặc dù là nó sẽ phát triển và nó bao gồm nhiều linh kiện, cũng như là cái hiệu suất này, rồi cái khoảng cách truyền là bao nhiêu, thì nó phụ thuộc vào cái mạch điện nó phức tạp đến độ nào. Thì đây là một cái mạch điện chỉ là cơ bản, đơn giản nhất có thể, và nó truyền được điện không dây. Thì ở đây mình đang có một cái cuộn dây đồng này các bạn. Cuộn dây đồng. Nguyên lý của cái sạc điện không dây ấy, cái truyền điện không dây này này, nó cũng giống như là một cái biến áp xung. Nó giống như một cái biến áp xung, nó có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Thì cuộn sơ cấp chính là cái cuộn phát ra từ trường. Còn cái cuộn thu là cuộn thứ cấp, thu lại cái từ trường cảm ứng lại thì nó là cuộn thứ cấp. Thì nó sẽ bao gồm là hai cái cuộn dây phát và cuộn dây thu. Đó. Và để mà phát được cái từ trường thì tất nhiên là chúng ta cần có một cái mạch để tạo ra cái dao động. Tạo ra dao động với một cái tần số nào đó. Và cái tần số này thì nó nhiều hãng phát triển, nó tùy thuộc vào tần số bao nhiêu, ở cái dạng như nào thì nó sẽ truyền ra được cái hiệu suất cao nhất, cũng như là khoảng cách xa nhất có thể. Nó còn đây là một cái video cơ bản thôi. Thì mình làm thí nghiệm cho mọi người. Thì với cái mạch mà tạo ra cái tần số thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới là một cái mạch điện, và cái mạch điện này chính là cái video trước mình đã làm, đó chính là một cái mỏ hàn xung sử dụng bằng lõi ferrit. Đối với một số những anh em nào hoặc là những ai mà quan tâm cái này chưa xem video này thì chúng ta có thể xem lại cái video trước của cái video này. Thì đây chính là cái mạch lần trước mình đã làm đó. Đối với cái mạch mình lấy lại cái mạch này để mình làm cái thí nghiệm này, thì mình sẽ nhả cái mối hàn đây, khống chế ở đây ra, có nghĩa là cho cái xung này nó lên khoảng, lái cho 2 phép này nó rơi khoảng hơn 5V, nó mở rộng hết cỡ, duty xung khoảng tầm 50%, còn như cái mỏ hàn xung thì mình khống chế lại nó khoảng 25% thôi, 25-30%, đó. Khi mà các bạn đã xem cái video lần trước rồi thì các bạn sẽ biết được rằng là cái mạch điện này nó bao gồm một cái cuộn dây 4 vòng nhân 4 vòng đối xứng. Ở đây tổng thể hai đầu này là 8 vòng. Và hai cái đầu này được nối với hai chân giữa của hai MOSFET các bạn, tạo thành một cái mạch đẩy kéo push pull. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái sơ đồ của lần trước mình đã cho các bạn, và những ai mà quan tâm thì chúng ta cũng có thể lấy cái sơ đồ này để làm thành một cái mạch điện tạo ra cái sự chuyển điện không dây. Thì các bạn sẽ bỏ con biến trở này đi để cho nó mở xung rộng nhất là khoảng 50%. Với cái tần số của nó giữ nguyên là khoảng tầm 17.6 kHz cho hai xung này. Và cái biến áp này các bạn có thể giữ nguyên, hoặc là các bạn có thể sử dụng với một cái biến áp nhỏ hơn, cỡ dây nhỏ hơn. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra hai cái đường này nha các bạn. Hai cái đường này chính là hai cái đường để lấy ra để chúng ta sẽ tạo thành một cái phát ra cái điện không dây. Thì trước khi mà đưa qua một cái cuộn đồng ở đây, cái cuộn đồng này nó bao gồm, nó có điểm đầu điểm cuối này, một đầu sẽ được ăn chung luôn ở đây của MOSFET, và một đầu này nó sẽ được đi qua một con tụ. Đó, như vậy là các bạn đã tạo thành được một cái mạch truyền điện không dây đơn giản rồi, đơn giản nhất có thể. Nhìn này, kể cả là sự truyền điện không dây bằng tự kích vẫn được bình thường nha các bạn. Chúng ta sẽ áp dụng theo cách như này, mà đây là dùng hai con này tự kích thì nó cũng sẽ truyền ra điện không dây như bình thường. Cái cuộn dây đồng này chính là cái điểm này để phát. Và cái nguyên lý của nó chính là cái giống một cái biến áp xung, nhưng mà nó sử dụng, không sử dụng bằng cái lõi ferrit, cũng như là nó không sử dụng bằng một cái lõi truyền từ trường nào cả, mà nó sẽ dẫn trực tiếp bằng qua không khí. Đó, nó gọi là lõi không khí, nó sẽ truyền như vậy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thí nghiệm cho mọi người thấy cái sự truyền điện không dây này. Cái con tụ để mình lắp vào trong cái mạch này chính là cái con tụ 0.33 mi, mọi người có thể thấy này, 0.33 mi đó, hoặc là các bạn có thể lấy con tụ khoảng 1 mi cũng được, tùy theo cái sơ đồ quấn số vòng dây.
Và tất nhiên là khi mà hai cái này nó giống nhau về cái một cái biến áp thì cái quận thứ cấp và quận sơ cấp ấy, cái quận thứ cấp này này mà các bạn cuốn nhiều vòng dây thì điện áp nó sẽ ra cao, còn quận còn ngược lại nó cũng giống như một cái biến áp thôi. Cái quận thứ cấp này cuốn nhiều vòng dây, tức là cái quận sơ cấp là cố định, ví dụ là 10 vòng. Còn cái quận thứ cấp này là 10 vòng thì điện áp nó ra khoảng ví dụ là 10V, mà các bạn cuốn 20 vòng thì nó thành là 20V nhé, nó giống như một cái biến áp thôi. Đó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là cái quận phát có số vòng ngắn hơn quận thu để cho nó có một cái nó thu được dễ hơn. Điện áp nó ra mình thu được nó nhiều hơn để trừ hao đi cho những cái khi mà khoảng cách. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp trên mạch nhé. Con tụ này là con tụ 0.33 mi. Với cái điện áp nó khoảng chừng 100V trở lên hoặc là thấp hơn chút cũng được, nó không quan trọng lắm. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp mạch này. Hai cái điểm này chính là hai cái điểm này mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn hai dây và nối con tụ với quận đồng vào. Đây mọi người thấy rằng khi mình hàn xong nó sẽ như thế này, nó tương đương với hai cái lưng đồng của hai con MOSFET nhé. Đó, sau đó mình sẽ để như này và cấp cái điện 12V vào trong cái mạch này, 12V khi mà như là khi mà sử dụng. Và khi mà thử nghiệm như vậy thì hiện giờ cái mỏ hàn này mình đang bỏ cái mỏ hàn ra, bởi vì khi mình bấm này nếu như mà nó có nó sẽ gây nóng cái mỏ hàn này, nóng cái đầu. Mình sẽ dùng cái quận phát hay còn gọi là sơ cấp với số vòng ít. Ở đây thì mình cuốn khoảng 10 đến 12 vòng nhé các bạn. Đó, 10 đến 12 vòng. Bây giờ mình sẽ hàn vào hai cái đầu dây này. Và cái đầu dây này hàn bất kỳ. Sau khi đấu xong như này thì các bạn cũng đã tạo thành một cái bộ phát không dây rồi, và chỗ này chính là cái điểm phát ra điện không dây. Nó chính ra gọi đúng chính xác hơn nó là phát ra từ trường. Và bây giờ chúng ta muốn nó có một cái điện ở cái quận này, chúng ta sẽ đặt gần đây. Thì chính vì vậy mà nó thực ra nó gọi là không có liên quan gì đến hai phần này, nó chỉ có đặt vào đây thôi thì người ta gọi nó là không dây. Đó, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn thấy rằng nó sẽ phát được ra điện bằng cái cách là chúng ta đặt cái quận đồng lên đây. Nó phải đặt chính xác bằng điểm này nhé các bạn. Mình sẽ thử tải hẳn bằng một cái bóng đèn LED 30W 12V từ 10 cho đến 32V và công suất là 30W. Bây giờ thì mình sẽ nối trực tiếp với cái quận thứ cấp này. Bóng đèn LED này nó chạy được cả điện áp AC, bởi vì bên trong đây nó đã bố trí một cái đường diode, chính vì vậy nó chạy được cả điện AC. Mình sẽ bắc như này. Ở cái quận dây này trước khi mà nó phát ra thì nó là điện AC nha mọi người. Còn chúng ta muốn sử dụng cho một cái thiết bị nào điện một chiều mà theo kiểu dựa theo nguyên lý là truyền điện này thì chúng ta sẽ cần có bộ cầu diode giống như một cái lắn của cái biến áp xung thông thường. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người thấy rằng là cái bóng đèn này nó sẽ sáng này. Mình sẽ bấm công tắc này có nghĩa là nó chạy. Ở đây mình sẽ bật cái nguồn 12V này cấp đây đã. Đó, mọi người có thể thấy rằng nó sẽ truyền điện được không dây như này. Các bạn dí xa khoảng cách thì cái bóng đèn này nó cũng sáng tối, mà dí gần thì sẽ sáng trắng. Đó. Càng gần nhau thì nó càng hiệu suất cao, bởi vì cái từ trường nó phát ra nó cũng sẽ không thể nào bay quá xa được, nó sẽ có cái khoảng cách giới hạn. Và cái khoảng cách này nó phụ thuộc vào cái mạch mà chúng ta thiết kế, cũng như là cái chất lượng của những cái linh kiện, và cái quan trọng là cái mạch thiết kế của cái người thiết kế mạch. Đó. Đối với cái cuộn dây cái phần đầu thu này mà các bạn sử dụng cái cuộn dây có cái cỡ vòng ít hơn thì nó cũng sẽ cho ra cái số vôn là thấp hơn. Nó giống y xì một cái biến áp xung có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Nhưng đây nó chỉ khác biệt là nó không sử dụng bằng loại ferrite. Đây các bạn thể thấy rằng nó sẽ yếu hơn.
số điện ở cái bên đầu này nó sẽ ít hơn là cái quận mà nó nhiều. Đây, mọi người thấy rằng nó hoàn toàn không có liên quan gì cả, chỉ có đặt vào đây thôi. Đó, cuộn dây này nó có nhiều vòng hơn thì nó sẽ thu tốt hơn. MOSFET thì vẫn mát lạnh, không có hiện tượng gì cả, bởi vì cái này nó, cái nguyên lý của cái mạch điện này nó cũng khá đơn giản thôi, nó sử dụng vào một cái biến áp xung này rồi, nó chạy bằng cái kiểu đối xứng rồi, và chúng ta bây giờ lấy là ở cái chiều là hai xung, hai cái điểm này và nó truyền cái điện qua đây với cái tần số bằng khoảng 17,6 kHz, nhưng nó lại truyền qua một con tụ. Các bạn phải có con tụ này mới được, còn nếu không con tụ này nó sẽ dẫn đến là bị chập cổ biến áp và không chạy được. Con tụ này đang là 0.33 mi. Đó, cái xung AC nó sẽ truyền qua được tụ nha các bạn. Xung AC tần số cao nó sẽ truyền được qua con tụ này và đi qua cái quận này. Chính quận này nó sẽ có cái dao động là 17,6 kHz ở cái mạch điện này tạo ra. Và nó có cái dao động như vậy, nó phát ra cái từ trường. Cái từ trường này nếu như các bạn ứng dụng cho cái việc nung cao tần thì nó cũng có thể nung được, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào cái công suất của cái cuộn dây này và công suất của cái phần mạch này, và cái hiệu suất cao thấp cũng như là cái độ mà nung nóng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tần số, cũng khá là quan trọng, bởi vì nó sẽ có cái tần số nào là nó hiệu suất nhất gây ra cái hiện tượng nóng với cái công suất cùng một công suất, nhưng mà với cái tần số nào để nó ra được cái lượng nhiệt là nhiều nhất ấy. Đó. Rồi, và với cái thí nghiệm này thì mình nghĩ rằng sẽ có một số những anh em nào mà chúng ta có thời gian, chúng ta cũng nên thử làm một lần để trải nghiệm, để giải trí, hoặc là để biết thêm về kinh nghiệm về những cái mạch điện tử. Còn cái video này thì mình sẽ khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.